Hello cả nhà. Sau một cơn mưa, cho mọi người xem cái dàn đậu của mình nè. Chỉ có vài giây thôi. Đây là đậu đậu đũa đó mọi người. Cho mọi người xem và mình sẽ thu hoạch cho mọi người coi nha. Trái rất là nhiều luôn. Đây là tác phẩm của mình, hôm trước mình khoe các bạn là mua hộp đó. Bây giờ mình trồng nó màu lên vàng được rồi nè. Và bắt đầu có thu hoạch rồi đó mọi người. Trái nó rất là dài và rất là nhiều luôn. Nó nằm ở phía bên kia. Đó. Nó lủng lẳng trái. Đây là cây ớt của mình nè, cây ớt ngọt đó mọi người, mà mình trồng nó trái khủng khiếp luôn nè. Mình tính đâu nó chết thì ai ngờ đâu mà nó trái được 2 cây đó. Ban đầu là này là ớt cay mà sau mình ăn thì mình cảm. Hello, xin mến chào tất cả các bạn đang quay trở lại với channel của mình nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người một cách trồng khoai tây trong thùng xốp mà không bị úng thối nè các bạn. Đây là 2 củ khoai tây mình mới mua về và mình chuẩn bị mình ươm. Thì cái cách ươm nó cũng đơn giản nè mọi người. Mình mua khoai tây nó có nhú nhú mầm lên vậy nè các bạn. Thấy không? Nó có nhú nhú mầm lên nè. Đó, mình chỉ cần để ở nơi thoáng mát như thế này nè, để nó nhú mầm nè. Lựa củ to ha, mình thích na củ to thì mình lựa củ to và mình để trong vòng khoảng 2 tuần thôi các bạn, thì những cái mầm này nè nó sẽ mọc dài ra. Và cái quan trọng nhất á là làm sao cái cho nó không bị thối. Vì mình trồng bằng cái củ như vậy nè các bạn, nó lên cao khoảng được 3 tấc, hơn 3 tấc thì nó lại thối cái cây luôn. Thối củ và thối cây luôn. Là do mưa nhiều quá cho nên nó bị thối. Và bây giờ mình rút kinh nghiệm, mình trồng lại theo cách như thế này, như cách sau thì nó sẽ không bị thối. Và bây giờ mình để đây mình ươm nhé. Và củ khoai tây của mình nó được 2 tuần rồi nè các bạn, nó lên mầm như thế này nè các bạn. Đó. Đây, và nó có rễ luôn nè mọi người. Đó, nó ra rễ nè ha. Nè, bắt đầu nó thối nè các bạn, thấy không? Bắt đầu nó có những cái ở dưới đó. Và mình trồng vào thùng xốp thì mình cứ để nó vào thùng xốp và để nghiêng cái mầm này xuống. Nghiêng cái mầm chỗ mà có rễ này xuống nè các bạn. Đó. Và mình để cái rễ nó xuống. Khi mà cái rễ này nó bắt đất rồi á, cái mầm này nó sẽ mau lớn, lớn rất là nhanh các bạn. Và mình để khơi như vậy nè thì nó hạn chế được cái thối ha. Và một cái điều đặc biệt nữa là nó sẽ không thối là mình làm như sao. Đây một củ nè các bạn, và cái củ đây, củ thứ hai của mình đây, giải cho các bạn xem nhé. Đấy, rễ rất là nhiều, 2 tuần các bạn, 2 tuần là nó ra như thế này, rễ rất là nhiều luôn. Và mình với việc để nó xuống như thế này cho nó bắt đất. Đấy, khi mà cái rễ nó bắt đất rồi mọi người, thì chúng ta bẻ cái mầm này ra. Chúng ta không để trong cái củ này nữa. Chúng ta bẻ cái mầm ra để cho cái củ này nó có thể mình nghiêng sang những cái mầm khác và tận dụng được những cái cây giống khác nữa ha. Thêm được vài mầm giống nữa nè các bạn. Đó. Và chúng ta không sợ bị thối nữa. Đấy, đấy là cái bí quyết mà mình vừa phát hiện ra. Rồi đây, sau cái mầm này là mình đã tách khỏi cái củ rồi nè mọi người.
thấy không sai. Đây và cái rễ nè, các bạn thấy không, cái rễ nó bắt đầu này nè, nó ăn lên nè mọi người. Và cái đọt non này bây giờ nó màu chuyển sang màu xanh rồi đó, bắt đầu nó phát triển rồi đấy. Đó, đây là từ khi mà mình để cho nó, cái rễ nó bắt đất cho tới khi mà nó, khi mà mình tách ra, cái này là được khoảng một tuần sau đó các bạn. Thì đây là khoảng là 3 tuần kể từ khi mình mua hàng cũ về mình ươm là nó lên được như vậy nè các bạn. Đó. Và mình tưới thì nó không có bị thối nữa. Thối là do thối cái cũ rồi, nó thối lên cái thân thôi. Và bắt đầu những ngày tiếp theo mình sẽ cập nhật cho các bạn theo xem theo nhé.